Trong cài quyết định đoàn cá cho bộ sĩ có thay đổi. Tiếp tục đối luyện tay không chống tay không đoàn tình yêu thân thiện đạt điểm số trung bình 9.63. Điều tiếp tục 9.47. Mời tiếp tục tiếp theo 184 theo danh sách tiếp tục Nguyễn Hải Minh và Hải Dương đoàn Vĩnh Phúc chuẩn bị Trung Sơn tại đoàn